nước trong cái kia cơ mà. Cháu xin. Thế nhưng mà đánh răng rửa mặt thì có tốn nước mấy đâu, tắm mới tốn chứ. Tắm á, đơn giản. Bây giờ nhá, chúng mày quay lại xung phong rửa xe cho mấy, nước tao hồ mà tắm. Làm thế cũng được anh. Chứ chả không à. À, chú ơi. Chú có cần người rửa xe giúp không ạ? Tại vì bọn cháu rảnh quá, đang không có việc gì làm. Ui, thế thì lại quá đẹp. Bà ở đấy thì để ý giúp tôi mấy anh em nhà tôi nhá. Chứ to đầu hết rồi, nhưng mà dại, ngốc ơi là ngốc ấy. Tôi vẫn để ý mà, tôi qua chơi suốt. Mọi người tuy hơi lụm thuộm, nhưng mà được cái còn hay đánh nhau nữa. Khổ, cái đội đấy là cầm tin con gà trọi đấy. Cứ choảng nhau suốt ngày thôi, nhưng mà cũng thương nhau lắm đấy. Ừ, thương thật, nhưng mà đúng cái kiểu thương cho roi cho vọt, bà nhau suốt ngày. Mình trải qua thời sinh viên rồi, mình biết mà. Khổ đấy, nhưng mà cũng vui. Khổ thật đấy. Mấy đứa đấy nhá, đầu tháng thì sống như ông hoàng bà chúa, cuối tháng thì như ăn mày ạ. Thế chị Nhiên ơi cứu em. Sao thế? Anh Tuấn và anh Hiếu dành đồ ăn của em. Bắt lấy nó, đừng nói chị Tuấn. Nó đâu rồi, nó đâu rồi? Chạy bên kia, con chạy bên này. Tao xem giờ mày chạy đi đâu. Leo leo đồ anh bắt. Đồ anh bắt em không bắt được làm chó à? Quên, tôi dán đây, tôi dán đây. Này, cho mày đấy. Có mỗi gói mì tôm thì phải chia ra chứ. Tham tham nó vừa thôi, định ăn hết à? Không dễ đâu. Ăn không? Em có ăn hết đâu. Em ăn em còn để lại gói mỡ, gói muối với cả vỏ nữa mà. Đấy, cái Nhung, mày thấy con nhà nghĩa trang nó có tham không? Cả phòng còn mỗi gói mì tôm, đói mốc mồm ra mà nó lừa lừa định ăn hết. Không dễ đâu nhá. Thôi, mì tôm không ăn gói này thì ăn gói khác, làm gì mà cứ phải tranh nhau đánh nhau. Mọi người cứ như kiểu thừa năng lượng ấy. Có gói khác là tốt. Bảo là còn mỗi gói này tôi lại còn ăn thế này rồi, chả biết tối ăn gì thế này. Thế tối sang nhà chị ăn cơm, hôm nay có đậu nhồi thịt. Vâng, thế tối cho bọn em sang ăn với, cuối tháng bọn em đói kém quá. Ok luôn. Nhưng mà mọi người xem sao ấy chứ, cứ tháng nào cũng thế, đầu voi đuôi chuột. Đời sinh viên còn dài lắm, cứ như này lấy sức đâu mà học. Thì biết là thế rồi, thế nhưng mà nợ hàng quán cũng khá khá rồi. Bây giờ bố mẹ gửi tiền lên chỉ đủ để trả nợ thôi, ăn thêm được bữa cải thiện, thế là vừa hay giữa tháng hết tiền. Mọi người nên tính lại đi, chị thấy không ổn tí nào. Đầu tháng thì thấy đi ăn, đi chơi, đi siêu thị ghê lắm cơ mà. Cái vấn đề ở đây á là mọi người chưa biết cách tiết kiệm đúng không? Được rồi, em sẽ chỉ cho mọi người những bài mà ngày xưa em với lại Nhiên đi ở trọ học được. Đảm bảo là kiếp nạn đói nghèo sẽ sớm qua. Được, được luôn. Đầu tiên, em sẽ dạy cho mọi người cách tiết kiệm điện. Tắt hết tất cả các thiết bị điện khi không cần thiết. Sạc điện thoại xong phải rút ra. Đi ra khỏi phòng phải tắt điện. Và chỉ được cắm cơm trước khi ăn 30 phút rồi nhá. Ê, thì Nhung, cho anh đi vệ sinh cái nhá. Vâng, anh đi đi ạ. Này, có gì đâu cầm, tôi tắt điện đi. Bà đang tiết kiệm. Này, anh biết nhắn hết bài vở em rồi. Ấy, Nhung, mày thấy tao tiết kiệm chưa? Chưa anh ạ, anh ra ngoài tắt quạt, tắt điện rồi. Thế nhưng mà điều hòa anh vẫn bật đây này. Bây giờ nhá, em chỉ cho một cách tắt điều hòa nhưng mà vẫn mát. Không điều hòa mà vẫn mát á chị? Thế thì chỉ có về quê tắm ao thôi. Chứ cái phòng trọ này lợp toàn mái tôn, nóng như cái lò bánh mì ạ. Có thật mà. Anh Tuấn, anh đi ra ngoài lấy cho em một chậu nước. Ok. Đây, nước đây. Thế mày định tắm cho bọn anh xem hay làm gì đây? Không, ai lại tắm anh Hâm ạ? Anh lấy cho cái quạt. Quạt à? Đấy, có quạt ngay. Đấy, mình chỉ cần đặt chậu nước trước cái quạt là đã có một cái quạt hơi nước rồi. Ừ nhở, thế mà không nghĩ ra. Nó cùng cơ chế với ao hồ mà. Gió thổi vào cái hồ mà mình ngồi cạnh cái hồ đấy, mát lạnh cơ mà, đúng không? Đúng rồi đấy.
Bây giờ mọi người phải thực hiện tiết kiệm điện triệt để đi nhá. Mà mỗi tháng phải dư ra mấy trăm nghìn để bù vào tiền ăn đấy. Bây giờ em phải lên công ty đây, mai em lại sang nhá. Chị ở lại ăn cơm. Thôi chị đi luôn đây, em chào mọi người nhá. Cơm đâu ra mà ăn, mày đặt mày ở lại ăn cơm. Em quên mồm. Quên mồm. Tắt điện khi không cần thiết. Bật điện lên, tối quá. Thôi em đi về đây. Không tiến. Mà có những cái trang. Anh bảo gì em à? Cứ vào đây. Vào đây anh bảo, nhanh lên. Bảo gì em thì anh bảo luôn đi. Em đứng ngoài này nói không được à? Không, phải vào đây cơ. Anh bảo gì em thì anh bảo đi. Anh định bảo mày là về phòng cẩn thận nhá. Con là nước cẩm, con là bao hoa nhá. Em chỉ con với các anh đi à? Thôi, không chơi đồ nữa. Đi về đi. Thôi, nó tắt cũng được. Con Nhung nó bảo là tiết kiệm điện. Thôi cũng được. Các anh ơi, hôm nay ăn món gạo luộc cả hạt nhá. Mày điên à con nhà Nghĩa Trang? Tao ăn gạo nấu thanh thủy, được chưa? Ok. Tắt tất cả các thiết bị khi không sử dụng. Em nấu canh trứng phong cách dai ồ nhá. Con kia, cứ bật đi bật lại mãi thế. Hỏa hết mắt tao rồi. Tắt khi không sử dụng mà. Còn nhà Nghĩa Trang. Xinh quá. Các anh ơi, lại hỏng ấm siêu tốc rồi. Mày làm cái gì mà cả tháng hỏng hai cái ấm siêu tốc liền đấy? Giờ bọn tao lấy đâu ra ấm siêu tốc mà đun nước pha mì bây giờ? Thì em cũng không biết, nên mới phải sang đây hỏi các anh đây. Trời, để tao. Tao vừa tìm ra một cách nha, không cần dùng ấm siêu tốc mà vẫn có nước nóng. Cách gì anh? Đó là sang phòng chị Nhiên mà xin. Thế cũng hỏi. Em xin rồi, nhưng mà không có, nên em mới sang đây nói chuyện với các anh đấy. Thế để tao chế ra cái ấm siêu tốc mới nhá. Chế như nào? Đây, cái này tao học được trên mạng đấy. Anh Tuấn, bác con nhà nước cầm lại. Vâng, bắt được rồi. Anh Tuấn, giữ chặt vào cho em. Em cho anh Hiếu nếm cái cảm giác của anh em mình vừa nếm. Để em phụ anh. Cháu ơi. Con nhà Nghĩa Trang ơi. Con điếc nào nhỉ? Ngủ kỹ thế. Anh làm sao ấy? Nó giặt quần áo trong nhà vệ sinh, xả nước to như thế làm sao mà nghe được. Kệ nó, tí nó khác ra, học đi. Tiếp theo là đến trưa ăn uống tiết kiệm. Nếu như mà mọi người làm đúng như kiểu em với lại Nhiên ngày xưa thì vừa có một thân hình eo thon mà vừa tiết kiệm được tiền. Làm cách nào? Làm như này này. Ngon chưa? Ngon thế nhở? Giá như được ăn một miếng. Thoải mái đi, sắp được ăn bây giờ đấy. Mà tốn cơm lắm đấy nha. Mà mấy đứa lấy cơm mà ăn đi, cũng trưa rồi. Xong thì bọn chị hướng dẫn tiếp. Có ngay, tốt. Xách nồi cơm lên. Ê. Xong rồi, giờ việc của mọi người là tưởng tượng như món ăn này là thật và ăn thôi. Tưởng cái gì chứ, tưởng tượng á, anh với thằng Tuấn làm tốt. Đêm nào anh với nó chả tưởng tượng ra vài cô. Tuấn nhỉ? Thôi, ăn nhé. Thôi, đũa này. Đây, của chị Nhiên.
Thảo Nhung. Em xin. Cho Tuấn đôi đũa lệch. Ăn đi. Ôi ơi, cá chép om dưa nè. ăn đi cho đây này. Thịt bò này, mấy đứa ăn đi. Ăn hàu, Tuấn thích ăn hàu. Ôi, cái gì đây? Sườn. À, sườn à? Sườn, sườn này mời tôi món đồ. Ăn đi. Mày ăn chậm chậm thôi. Ăn lia lịa hết bây giờ. Được rồi. Em đi ra ngoài chút. Nhá. Mặt con này nó thế nào ấy nhở? Hay nó đau bụng? Thôi, mấy đứa ra xem Nhung thế nào. Chứ nó là chú phải gió đấy. Rồi, thế đi ra xem nó như thế nào đi. Đi. Đói chết đi được, cuối cùng cũng được một tí chất đạm vào người. Đấy, thời sinh viên khổ mãi rồi. Bây giờ xuống mãi không chịu được. Khổ một tí lại thành khổ quái chứ. Ý, xúc xích. Tuấn! Cướp! Đó mắt đấy nhỉ. Ai, chúng mày có nhìn thấy cái gì kia không? Em có. Em thấy nóng. Nhìn kia. Đấy, đi theo anh. Chú ơi, chú cho cháu xin chậu nước. Bỗng dưng phòng cháu hết nước. Mày đặt chậu này. Ưng chưa? Cháu xin ạ. Có ưng. Nước trong thế kia cơ mà. Cháu xin. Thế nhưng mà đánh răng rửa mặt thì có tốn nước mấy đâu. Tắm mới tốn chứ. Tắm á? Đơn giản. Bây giờ nhá, chúng mày quay lại xung phong rửa xe cho mấy. Nước tao hồ mà tắm. Làm thế cũng được anh. Chứ chả không à? À, chú ơi. Chú có cần người rửa xe giúp không à? Tại vì bọn cháu rảnh quá, đang không có việc gì làm. Ui, thế thì lại quá đẹp. Ê, chúng mày rửa đây. Xong chú cho chúng mày nước. Lúc xong gọi chú ra nhá. Dạ vâng. Quá đẹp luôn. Tắm đi con nhà bao ơi. Cái mồm. Phun nước cho tao. Mát kêu. Đi theo anh. Đâu đấy? Chứ phải đi mới biết chứ. Chả thế không? Chả hiểu gì cả. Hôm nay anh sẽ hướng dẫn cho chúng mày cái cách tiết kiệm nhất nước xả bồn cầu. Mỗi lần xả tốn gần chục lít chứ ít à? Tiết kiệm nước bồn cầu sao lại ra tận công viên hả anh? Thế nó mới hay chứ. Như này nhá, con trai thì cứ kiếm lấy cái tường nào đấy mà khoan, còn con gái thì mày chui vào trong bụi. Nhưng mà kiến nó đốt đít chết em. Mày cứ đi ra đấy vài lần, nó quen mùi, nó không đốt đâu. Anh chắc không? Tao chỉ con mày mà không chắc. Thế đi kiếm cái tường nào khoan đi. Nhịn tư lúc ở nhà rồi. Thế đi kiếm cái gốc cây nào cho nó mát. Sướng quá Tuấn ơi. Công nhận đấy, mát hết cả nửa dưới. Ôi trời ơi. Này, một điều nữa là nếu bảo vệ công viên mà đến á thì chạy ngay đi. Chạy luôn đi. Chạy em ơi. Con nhà bếp cầm, con nhà ba hoa thấy Nguy bỏ bạn nhá.